Giá heo hơi hôm nay, ngày 25 tháng 10, giảm tại nhiều tỉnh thành, mức giảm cao nhất 3.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 25 tháng 10 giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg, tái phát dịch tả heo châu Phi ở Trà Vinh, thêm 300 con phải tiêu hủy. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm cao nhất 3.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg trong ngày hôm nay. Cụ thể heo hơi tại Nam Định, Hà Nam và Hưng Yên đang được giao dịch ở cùng mốc 58.000 đồng mỗi kg. Trong đó, Hưng Yên giảm 3.000 đồng mỗi kg, hai tỉnh còn lại cùng giảm 1.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại Lào Cai và Phú Thọ đang giao dịch heo hơi với giá tương ứng là 56.000 đồng mỗi kg và 57.000 đồng mỗi kg, hạ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại Hà Nội sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 60.000 đồng mỗi kg cùng với Bắc Giang, Thái Bình và Tuyên Quang, cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 56.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 58.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 59.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 57 nghìn đồng mỗi kg, Thái Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 59.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 60.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg tại nhiều tỉnh thành. Hiện tại, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Khánh Hòa hạ nhẹ một giá, hiện đang giao dịch ở trung mức 59.000 đồng mỗi kg, cùng giảm 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi được ghi nhận tại Quảng Nam và Quảng Ngãi là 61.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Hai tỉnh Đán Lã và Thanh Hóa hiện đang thu mua heo hơi với giá lần lượt là 54.000 đồng mỗi kg và 57.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên giao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 57.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 57.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 60.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 61.000 đồng mỗi kg. Quảng Ngãi là 61.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 59.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 59.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 57.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng, 56 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận giảm theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, giá heo hơi tại các tỉnh gồm Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre và Sóc Trăng đang nằm trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng mỗi kg sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ, Long An và An Giang điều chỉnh giá heo hơi xuống mức tương ứng là 54.000 đồng mỗi kg và 57.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 52.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 58.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 57.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 57.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 57.000 đồng mỗi kg, Long An là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 56.000 đồng mỗi kg, An Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 56.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 54.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 57.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 55.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 55.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, Ngày 28 tháng 9, ngành chức năng địa phương đã phát hiện đàn heo của một hộ chăn nuôi ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè bị bệnh dịch tả heo châu phi (DTHCP). Kể từ đó, cứ vài ngày lại xuất hiện ổ dịch mới tại hai xã Tam Ngãi và Phong Thạnh thuộc huyện Cầu Kè, theo VOV. Và mới đây đã phát hiện thêm đàn heo tại Tân Hiệp, huyện Trà Cú cho kết quả dương tính với virus gây bệnh DTHCP và ngành chức năng sáng ngày 24 tháng 10 phải tiêu hủy thêm 101 con heo thịt. Tính đến nay, Trà Vinh đã phát hiện 10 ổ dịch tại 3 xã thuộc hai huyện Cầu Kè và Trà Cú, tổng đàn heo tiêu hủy là 300 con, trọng lượng gần 19 tấn. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, ngay sau khi phát hiện đàn heo bị dương tính với virus gây bệnh DTHCP, Sở liên chỉ đạo Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y phối hợp với chính quyền địa phương tập trung dập dịch, hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy ngay heo mắc bệnh và heo chết, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để tiêu diệt mầm bệnh, xử lý kịp thời khi dịch bệnh phát sinh, hạn chế lây lan đến mức thấp nhất. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 52.000 đến 61.000 đồng mỗi kg.